Ông Ron ông có gọi lại rồi, ông kêu tôi cho cái số của anh rồi, ông ok, ông nói là anh liên lạc với ông đi. Với ông nói hình hình như là ngày thứ ba là có đi đâu đó, ok. Tôi test cái số phone của anh cho ổng rồi, ổng kêu tôi test số phone của ổng cho anh, tôi test rồi đó, không biết anh có thấy hay không. Everything coi như là good đó, ok. Với tôi có chụp hình cái screenshot mà cái tôi upload ra. Anh thấy để không? Còn mười mấy tiếng nữa xịt. Đủ quá. Mình làm nhanh mà cuối cuối cùng thành thành chậm mà bực bực mình không hả? Nó để thay thay remaining á, thấy không? Đồ đồ tía. Cái kiểu anh thấy cái kiểu đó mà làm ăn tiền hay là competition với người ta là mình thua đúng không? Giờ đó thì nhưng mà cái đó cái tự nhớ sẽ là nó mua nó và cái máy của nó về nó chung máy của nó làm nhanh hơn trong cái máy kia, với lại trong cái system của nó sẽ là cái download của cái cable và cái internet của nó nhanh hơn. Tôi hiểu nhưng cái kiểu mình không cần, nhưng mà tính tôi là làm là phải cho xong chứ không không có reward. Rồi bây giờ tôi đang chạy trên M2 đi đi về dưới. Về tôi về dưới là tôi về dưới là chắc lẽ chừng khoảng 1-2 tiếng nữa xong đó, ở dưới nó nhanh. Rồi xong rồi tôi gửi cho anh coi chơi. Ok ok rồi, ok bye. Tôi để rớt đâu.
rớt đồ nó rồi để chung đồ nó rớt qua. Con có lấy bớt cho ai nữa không? Hả? Con lấy bớt cho ai không? Không. Đẹp đấy. Đẹp gì, cái này là của ông, tôi quay rồi ông Quy ông cho đó. À, ông Quy cho hai cái. Nhớ không? Cái kia cái 81 anh chụp á. Cái màu xanh. Nhưng mà ông chơi tình quan trọng quá phải không? À. Không, ông muốn làm cho mình nhớ. Không không. Ông cho cái này nè, ông nói là coi như là ông đem bốn mấy năm rồi đó, ông đem từ hồi xưa đó hát báo ra được của Lường Việt là không có. Ông quên là tôi là dân là đi dùng một mà. Năm 72 là ông Úc cử tôi về học ở Trung Trung Nguyễn Gia Lê thì hát báo này là đại đội chính xác của Sương 1. Có thấy kể ông. Ông có lòng tốt, qua tặng mình là được rồi. À, ông tặng là gì tôi làm biết phí vơ cho ông. Nhưng mà ông quan trọng quá cái món quà này. Đầu tiên tôi không biết, háo hức tôi chờ tới cái ngày là ông cho cái hát báo này sao ấy, không ai vậy thằng này đâu. Có quen ai bên Úc không? Có. Anh chị? Không có ai đi về bên Úc không? Không. Tại vì tôi có thằng bạn cùng khóa, nó gửi tôi mua cái beret vỏ ship bị. Vỏ bị ship é. Rồi về bên đó bằng bưu điện. Dạ. Yeah. UPS. Coi cho. Con đem này vô. Coi chừng rớt á. Vậy tuần tới đi chơi đâu? Tôi hả? Lễ nè. Tôi đâu có đi chơi, tôi làm không à. Làm chùa không à. Memorial nè. Đây. Đi chỗ nào? 28 thứ bảy nè. Là tôi sẽ đi quay Sarah tiếp mình. Bây giờ nó làm từ thiện cho mấy người homeless ở LA. Đó. Tối đêm đó đó, thì tôi lại đóng phim ca nhạc cho Mỹ. Nó sẽ hóa trang tôi thành James Dean. Tôi hát nhái thôi. Trong một cái bản nhạc nó sắp. Vui vậy, ở đâu? Ở LA luôn, ban đêm nó mướn bởi cái bản đi nhạc. Chơi này. Từ Mỹ học hỏi được nhiều. Yeah. Thì nó relate tới cái 7-Eleven, cái tiệm 7-Eleven. Thì nó mướn một tiệm 7-Eleven. Tối đêm đó là coi như là 11 giờ cho tới 3 giờ là phải làm cho xong. Nó trả 300, nhưng mà 300 không thành vấn đề, cái mình có mặt. Đúng rồi. Vui nha. Biết thêm. Đó, rồi 30 đó, thì quay ở tượng đài. Cánh con thận trên phim đó. Nó năm nay Washington nó không có làm trong Big Family hả? Không, cái chuyện đó ra khía khác là đám này đám là quân nhân Mỹ gốc Việt. À. Đó. Thì nó nhờ tôi quay đám nha chỉ thận với phim đó đó. Biết. Kỳ này cái đám quân nhân Mỹ gốc Việt là nó có thằng chủ tịch mới rồi mà. Tôi không biết nhưng mà. Đại tá. Tôn thất gì đó hả? Tôn gì đó. Cái thằng mà nó là tùy viên quân sự thời trước đó hả? Tại tôi biết đó. Tôi có lên trên DC có gặp. Mấy cái thằng đó mà về Việt Nam rồi. Lớn mới là dính nó đó trơn á. Tụi vô cổng nó ghê lắm. Nó đủ thứ trò để nó nắm mình á. Gái, tiền rồi cũng lớn mới về Việt Nam. Nói chung mà tự nhiên quân sự mà ở mấy nước cộng sản mà chơi với dân địa phương là coi chừng đó. Ừ. Mà này nó hết rồi. Hiểu tôi hết rồi. Vậy nhưng mà an toàn rồi. Đồng ý rồi, an toàn, nhưng mà nhiều khi trong thời gian đó đụng nhúng chàm mà đéo hay đó. Nó nắm được là nó điều khiển luôn á chứ. Tôn Thất Tuấn. Anh nói là tôi quên tên nhưng mà tôi nhớ cái tôi hình dung được cái tài tùy viên quân sự. Yeah. Tôi mấy thằng đó là tôi ghim dữ lắm cho nên nói là tôi nhớ liền. Rồi. Cảm ơn. Hôm nay anh em tình cờ gặp chứ đâu phải dễ gặp hả? Ôi đâu có phải dễ. Có duyên lắm mới gặp. Cái này là của anh Đông cho đó. Ồ vậy hả? Anh Đông mới cho cách đây đâu khoảng chừng tháng à. Mà anh mặc đẹp không? Ông mới làm cái gì đó mà phải không? Ông đi Đồng Đế. À. Rồi tôi đi quay tình cờ gặp ổng. Cuối cùng không được. Ok. Rồi, take care. Có gì đâu, anh em mình mà.